Chào anh chị em đã quay lại kênh Cá Màu của Thắng nha. Mình là Thắng Lê Mini của Bee Farm nha anh chị em. Đó, đã rất lâu rồi, không gài tầm cái tuần lễ nay rồi mình không có quay clip anh chị em. Đó, tại vì tình hình dịch bệnh cũng không có cập nhật cá gì cho anh chị em hết ha. Thì trước mắt anh chị em là dòng rồng xanh nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy không? Cái loại rồng này là dòng này không phải là rồng tuyển nha. Rồng tuyển mình đã khỏi, mình chia cho anh em cho hết trơn rồi. Dòng loại này là loại nó không được hắc mua thế anh chị em. Các bạn nuôi rất là to luôn ha. Cái quay lưng thì quay lưng gọi là quay lưng BDS luôn anh chị em, là biết được xa anh chị em. Đó, thì mình cũng có một vài cặp ha, một vài cặp ở trong là vài chục cặp cái lại anh chị em ơi. Đó, nói chung là tại dịch bệnh đó, nên mình cũng không có buôn bán gì cho anh chị em á. Với lại cái dòng xanh này anh chị em rất là khó làm luôn anh chị em. Đó, anh em nhìn thấy size wheel ha, dãy nó có dăng, nó có dãy nữa ha, cái đuôi rất là đẹp nữa anh chị em. Đó, tại vì làm nó ra tỷ lệ nhiễm đỏ nè, nhiễm đen nè rất là nhiều luôn. Đó thì cái bộ mình cũng tỷ lệ thuần cao của anh chị em, cho nên làm cũng ít bị nhiễm hơn á. Chứ thật ra là gồng xanh với gồng tuyến á rất là bị nhiễm nhiều nha. Mình cũng cố gắng làm tỷ lệ thuần rất là cao rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay top view anh chị em xem ha. Đó, mình để cái miếng nắng, mình lấy cái tay mình nhấc lên cho em xem ha. Đó thì anh chị em có thể thấy á, mình quay có không có chỉnh sửa màu sắc gì hết nha anh chị em. Cái màu nó xanh sao thì nó ngoài nó vậy đó anh chị em. Chủ yếu là em nuôi rồng thì chị em nên nuôi cái màu đen hoặc là màu xanh nha anh chị em, đừng nuôi là màu trắng nha, con cá bị tái màu anh chị em. Đó, thì tình hình dịch Covid-19 này chỗ mình đang giãn cách thêm chỉ thị 16 thêm 14 ngày nữa anh chị em ơi, cho nên không biết khi nào ổn định lại mới xuất cá cho chị em được nha. Đó thì cá cái mắm còn rất là nhiều luôn anh chị em. Đó, chị em thấy con này không, cái đuôi rất là đẹp anh chị em, nó tia rất là đều luôn nha. Đó, cá sao mình quay vậy thôi. Đây là cá trống nha, một lát sao mình quay cá mái cho anh chị em xem nha. Đó, thì chị em nào yêu quý Thắng thì bấm like và đăng ký kênh cho Thắng nha, để mà khi nào Thắng ra clip mới thì anh chị em có thể là nó hiện thông báo cho em á, nhấn chuông luôn cho em, nó hiện thông báo cho chị em là biết luôn ha. Đó, con em cập nhật cái dòng cá, thật ra là cá mình làm số lượng ít thôi chị em ơi, nói chung là một vài dòng mà để mình chia cho em chơi á. Cái với lại nuôi cá mình cho nó ăn, con cá nuôi bao tháng trời, con cá này nó hay giá nó phải được một tí cho em, không phải là bán quá rẻ cho em chơi ha. Nói chung là giá phải hợp lý với anh chị em nè. Thì cái dòng rồng xanh này mình bán chỉ có mấy chục ngàn một cặp hả anh chị em ơi. Cái dòng mà lợi thường thôi nhưng mà tuyển giống được nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy cái trống rất là đẹp luôn nha. Tại vì tỷ lệ làm rồng xanh nó rất là khó nha anh chị em. Nó khó rất là nhiều luôn. Rồng xanh, rồng tuyến rất là khó làm. Rồng đỏ thì làm nó tỷ lệ nhiễm rất là ít, thì dễ làm rồng đỏ rồi. Nhưng mà rồng xanh nó cái màu mình rất là thích, yêu thích rồng xanh, nên mới làm rồng xanh đó nha. Đó, anh chị em thấy không, rất là đẹp luôn nha. Đây là clip cá mái nha anh chị em. Mình mới vừa vớt đại lên thôi, mình cũng không có lựa gì hết luôn. Cái một cái hồ anh chị em được có nhiêu con nè. Đó, mình vớt lên một vài á, cũng có con quay lưng cũng rất ổn ha, đuôi cũng rất là ok ha. Đó, thì mình bắt đại lên là không có lựa chứ á. Đó, anh chị em nào nữa muốn lựa tuyển giống thì nói với mình là bắt tuyển giống cho anh nha. Thì em sẽ lựa cái tuyển giống cho anh, và thì ca giá sẽ cao lên hơn một tí thôi ha. Đó. Thì hồi clip đây là kết thúc. Anh chị em nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nha. Để sắp tới mình có clip thì anh chị em có thể hệ thông báo cho em biết nha. Rồi, tạm biệt mọi người nha.